Con chào các ông, các bà. Rồi. Cháu Giang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Các bác thân mến, hôm nay thì trên chỗ chúng cháu là trời nắng rất là đẹp các bác. Hôm qua thì cháu và anh Trình có lên trên nhà của em Oanh để mà thăm em Oanh xem là mấy hôm nay tình hình của em ấy như thế nào ấy. Thì hôm qua thì chúng cháu có xin phép bà của Oanh là đưa em ấy xuống huyện một ngày để giải trí cũng như là quên đi một phần nỗi buồn khi mà em mất đi người của bố ấy các bác. Thì trong video này cháu Giang sẽ hạn chế là nhắc đến người bố của em Oanh để cho em Oanh là không còn nhớ đến người bố nữa các bác nhé. Anh là tối qua ngủ với chị là có ngủ được không? Ừ, thế là bình thường ở nhà có ho nhiều như thế không? Không á? Anh là tối hôm qua ngủ với cháu Giang là cứ ho sặc sụa cả đêm thôi các bác. Đêm xong là cũng chả có hiệu thuốc nào mở ấy, cho nên là cháu Giang lại dậy pha nước ấm với mật ong cho uống thì khả năng là cũng đỡ hơn rồi các bác. Như hôm nay thì thời tiết trên cháu thì rất là đẹp luôn các bác. Ở đây là trên đồi nhìn xuống dưới thị trấn ấy. Thì hôm nay cháu Giang cũng muốn là đưa em Oanh đi ra chỗ này chỗ kia để mà tham quan cho em ấy bớt tủi thân một phần nào các bác ạ. Chứ còn ở nhà thì em ấy ở với bà thì chỉ có là đi loanh quanh trong làng để mà đi làm thuê thôi các bác. Nếu mà bà đi một mình thì em ấy sẽ tự ở một mình trong ngôi nhà trước kia, trong ngôi lán mà trước kia em Oanh ngủ ở với bố ấy các bác. Thì một mình thì giống như là tự kỷ, chả biết là nói chuyện với ai cả. Đi đi xuống dưới kia xem hoa đi Oanh. Đi cẩn thận nha. Vừa nãy là chúng cháu cũng có lên đây ngắm ngắm hoa và ngồi ra đây tâm sự một chút các bác ạ. Thì cháu cũng hỏi em Oanh rất là nhiều, thì em Oanh ở trên video thì em ấy ít nói, nhưng mà thật ra thì nếu mà cháu giao tiếp bằng tiếng phổ thông thì em Oanh nói rất là nhiều các bác. Đi ra bên kia đi ạ Oanh. Ở đây là một khu nhà nghỉ ở trên đồi các bác ạ, homestay ấy. Thì ở dưới là người ta trồng hoa tam giác mạch. Ở đây vẫn chưa là chỗ đẹp đâu các bác. Ở trên đồi tít trên kia thì người ta trồng là cái thảo nguyên rất là to luôn. Ở đây là một phần nhỏ của đồi thôi. Anh là thấy hoa tam giác mạch bao giờ chưa? Chưa ạ. Chưa? Thế thấy trong tivi chưa? Trong điện thoại ấy. Hoa tam Rồi giác ạ. mạch mà người ta. Thế đây là lần đầu tiên anh thấy ngoài đời à? Vâng. Đi 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 ra tít bên kia tham quan đi. Anh là có cháy nhiều không? Có. Có à? Khả năng là em ấy ở trong ký túc ấy các bác, thì nếu mà không bị thì đi ngủ cùng các bạn thì sẽ bị lây thôi. Tí nữa chị dẫn đi lấy cái thuốc kia ủ vào tóc nhá, cho nó hết nhá. Vâng ạ. Ua, đi nhầm đường rồi. Đi, đi xuống dưới kia. Ở kia là có nhiều cây mận các bác ạ. Ở trên kia là người ta còn cho thuê cả váy mông và váy dân tộc gì ấy các bác. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà không có bộ của trẻ con. Nếu mà có bộ của trẻ con thì nãy cháu Giang sẽ thuê cho em Oanh mặc một bộ các bác ạ. Xuống dưới này là thích hơn hay là ở nhà với bà thích hơn Oanh? Xuống đây thích hơn ạ. Xuống đây thích hơn à? Vâng. Nhưng mà đêm ngủ là có bị có buồn không? Ngủ với chị ấy hay là có nhớ nhớ bà không? Không. Không à? Ở dưới kia có tượng con chó kìa. Đi, đi, đi đường này, đi đường này. Từ từ để chị đi trước nào, Oanh. Nhìn mặc cái áo thế có lạnh không? Không. Nãy trời nắng cho nên là cháu Giang có để cái áo khoác ở ở trên xe rồi các bác. Cho nên là ra đến đây là có gió nhiều sợ là bị lạnh ấy. Đây là con chó của chủ vườn các bác.
Cái này là cây mận. Cây mận là có hoa rồi các bác. Đi, anh đi ra bên kia đi. Hoa tam giác mạch này thì khi mà nó già lên ấy các bác, thì bà con là thường hay thu hái về xong là lấy hạt của nó ủ làm rượu, hoặc là có thể là lấy hạt để mà làm bánh các bác. Nếu mà các bác hay lên Đồng Văn du lịch, đã bao giờ lên Đồng Văn du lịch ấy, thì có thể là bắt gặp là bánh hoa tam giác mạch hoặc là rượu hoa tam giác mạch các bác. Anh đứng ở đây đi để chị chụp hình cho một tấm nào. Đứng ở đây xong là đi. Đúng rồi. Nhìn về đây đi. Giơ tay lên này. Rồi, xinh rồi. Rồi, được rồi. Hôm nay đã là mùng 8 Tết rồi các bác ạ. Mai là chủ nhật, hôm ngày thứ hai là anh phải đi học rồi đúng không? Vâng ạ. Anh đứng ở đấy đi để chị chụp cho một bức ở giữa ấy, ở giữa kia kìa. Đúng rồi, tạo dáng đi. Rồi, xinh gái rồi. Tượng này là người ta làm bằng xi măng các bác ạ. Nhìn là rất là to luôn. Là có một đôi là đang nhìn vào nhau. Anh ra đây có thích không? Có. Có nhưng mà hôm nay là mùng 8 Tết là người ta đã đi làm hết rồi các bác. Cho nên là cũng chả có ai ra đây chơi nữa. Nhìn như thế này thì nhìn những quả đồi bên kia rất là cằn cỗi luôn các bác. Nhìn rất là thiếu sức sống luôn ấy. Cho nên là bà con sẽ không phát triển kinh tế lên được các bác. Chỉ những xã mà giáp bên cửa khẩu ấy thì người ta sẽ buôn bán và phát triển rất là nhiều các bác ạ. Trên đấy là toàn nhà xây 2-3 tầng thôi. Anh là đã bao giờ lên trên đồi mà nhìn xuống dưới thị trấn như thế này chưa? Chưa ạ. Chưa à? Lần đầu tiên nhìn thấy đúng không? Vâng. Có đẹp không? Có. Về là có khoe với các bạn là mình được lên đây chơi không? Có ạ. Có à? Bảo thế anh sẽ bảo như thế nào nào? Bảo như thế nào? Bảo là Tết mình được xuống huyện chơi đẹp lắm. Có đúng không? Vâng. Anh là trên video là sẽ ít nói chuyện các bác ạ. Còn nếu mà cháu Giang tiếp xúc bằng tiếng địa phương ấy thì em ấy nói rất là nhiều và có tâm sự với cháu Giang rất là nhiều các bác. Chúng cháu cũng lên đây được một lúc lâu rồi thì bây giờ hai chị em chúng cháu sẽ di chuyển đi xuống dưới kia thôi các bác. Bây giờ cháu sẽ dẫn anh là đi xuống dưới tiệm tóc để mà cho người ta ủ lấy cái thuốc trị cháy ủ cho ấy các bác. Chứ còn là để đầu mà có nhiều cháy là nó cứ ngứa ấy nhỉ. Có khó chịu không? Khó chịu. Có ngứa nhiều không? Có. Ngứa nhiều à? Vâng. Ở nhà là bà có bắt cháy cho không? Bà thì mù rồi làm sao không bắt được. Sao lại gọi là mù? Già thì phải gọi là mắt kém, không cũng được gọi là mù nhá. Vâng. Nói mù là nghe nặng ấy, nghe nặng lời ấy. Đây là vườn mận các bác. Mận là bây giờ đang nở hoa rất là đẹp này. Thưa các bác là hiện tại cháu Giang đã đưa em Oanh đến chỗ để mà ủ tóc cho em Anh rồi các bác. Anh nằm ra giường giữa này để chị ủ tóc cho. Được
Từ từ nha, từ từ nha, để cho Giang một tay cầm máy quay một tay làm, cho nên là hơi khó các bác ạ. Đây, nằm xuống, nằm xuống. Dịch dịch lên tận đây, dịch lên tít trên này. Đúng rồi. Kéo ra đâu? Hả? Lấy cái kẹp ra, em tự lấy ra đi. Đây, dầu gội đây. Dầu trị cháy. À, sát lên đây. Oanh. Đúng rồi. Nước nóng quá thì bảo chị nhé. Nóng không? Không. Vừa nhá. Làm sao làm sao? Nóng à? Thế như nào? Lạnh à? Nước ấm à? Từ nha. Vừa rồi là cháu Giang đã ủ tóc cho em Oanh xong rồi các bác. Cái thuốc này là nó có bọt như kiểu là dầu gội các bác. Hôm qua cháu vào hiệu thuốc mua thì người ta có hướng dẫn là ủ trong vòng 2-3 phút thì sẽ xả lại, xong là lại tiếp tục gội các bác. Anh có được chị gội đầu cho có sướng không? Có. Có à? Lần đầu tiên được gội đầu như này đúng không? Vâng. Thử cho anh thử cảm giác vào quán gội đầu như thế nào các bác nhé. Ủ như này có cảm giác là con cháy nó chạy chạy trong đầu hả? Có. Có. Ừ. Như kiểu là nó chạy chạy, nó đi qua hay như nào? Nó chạy. Thật á? Ừ. Ở trường các bạn có bắt cháy cho nhau không? Không. Không á? Thế cứ để thế thôi à? Vâng. Giường của em là ngủ mấy người? 5 người. Một giường ngủ 5 người á? Không có tầng 1, tầng 2 à? Có. Thế là ý là một giường là ngủ được bao nhiêu người? Một một giường tầng ấy. Từ 5 người. 5 người cơ. Ừ. Thế thì chắc là cả năm bạn là có cháy hết nhỉ? Ừ. Có hết à? Thế thì phải bắt cháy cho nhau để nó có ít hơn chứ. Dù các bạn không không ấy, không không bắt đấy. À. Anh là còn cháu Giang là sẽ xin phép là sẽ hỏi một chút về cái nỗi buồn của em Oanh một tí các bác nhé. Anh là đêm qua ngủ với chị là có nhớ bố không? Có nằm mơ đến bố không? Không. Không à? Thế mà hôm qua ngủ là chị thấy là lúc em ho ấy, xong là cứ nằm mơ thấy là gọi bố ơi đấy. Có biết không? Không. Không biết á? Thế chắc là nằm mơ là không biết rồi các bác ạ. Xuống đây có nhớ thấy bố không? Có nhớ bố không? Không à? Nhiều lúc là các bạn nhỏ là bên ngoài là tuy là cười như thế này thôi các bác, nhưng mà bên trong là không biết là các bạn ấy cũng đau lòng như thế nào rồi, nhưng mà thôi không nhắc nữa nhỉ. Đói chưa? Chưa. Chưa đói à? Tí về nhà nấu cơm ăn nhỉ. Ừ. Mai tối nay ngủ một tối nữa xong mai về nhé. Ừ. Có được không? Hay là tí phải đi về? Tí về á? Nhưng mà tí không ai đưa về. Đi bộ về nhé. Được không? Không. Thế không ngủ được một tối nữa à? Nhớ bà à? Vâng. Bình thường là anh là cứ không muốn ngủ với bà là sợ làm phiền bà ấy các bác, cho nên là cứ chạy ra cái lán trước hai bố con ở để mà ngủ ấy. Nhưng mà bà cũng thương em Oanh cho nên là tối nào cũng ra ngủ với em Oanh thôi các bác. Xem nước nóng hay nước lạnh nào. Ui nóng quá. Vừa chưa? Rồi. Rồi à? Chai dầu gội rơi xuống rồi. Ở nhà bố có gội đầu cho như này không? Không. Không à?
Ở trường là tự lập quen rồi này. Vâng. Ở trường là có nước nóng không anh? Không. Không có. Vâng. Thế là tắm bằng nước lạnh à? Vâng. Cả trường là như thế. Vâng. Có bao giờ mà tắm nước lạnh là bị ốm không? Có. Ốm là ở trường à? Có phòng y tế mà đúng không? Sướng không? Gãi cho như này có sướng không? Có. Có à? Thế chị massage cho nhé. Gãi như này cho con cháy nó chết hết nhỉ? Lớn lên là anh có muốn làm quán gội đầu như này không? Có. Có. Thế anh không có ước mơ làm như là cô giáo, bác sĩ hoặc là cái khác à? Không. Không à? Thế là ước mơ làm cái gì? Quán gội đầu. Quán gội đầu á? Vâng. Thế thì phải học hết lớp 12 nhé, xong là đủ tuổi sẽ đi học nghề. Rồi, nằm xuống. Có muốn cắt tóc không? Có. Có. Vâng. Cắt cho ngắn ngắn đến vai ấy. Vâng. Được không? Có. Hay là chị bảo thì mới vâng? Hay là có thích thật không? Thật là thế. Thật nhá. Vâng. Tí cắt cho đừng có khóc nhá. Vâng. Tóc mỏng này. Oanh. Nếu mà cắt ngắn thì không sợ có cháy đâu. Cháy chết hết. Cách một ngày là lại gội nhá. Vâng. Nước nóng quá. Buổi sáng ở trường người ta có nấu cơm cho ăn không? Hay là cho ăn cái gì? Ăn sáng. Ăn sáng là ăn bằng bánh mì hay là mì tôm? Ăn có ngày thì buổi sáng thì ăn xôi, có ngày thì ăn mì rán. Ngày ba bữa luôn. Vâng. Xuống nha. Ngủ ra đây không nào. Tí chị tí cắt tóc cho thật nhé. Vâng. Thật nhé. Vâng. Về bà có nói gì không? Không. Bà có hay chửi em không? Không. Không à? Bà thương nhiều hơn hay là bố thương nhiều hơn? Bà. Bà thương nhiều hơn bố á? Nhiều lúc là cháu Giang có nói những cái điều hơi xàm xí, rất là mong các bác sẽ thông cảm. Tại vì cháu trò chuyện với em anh thì trò chuyện thoải mái như bình thường thôi các bác. Cho nên là sẽ không được logic cho lắm ấy. Cho nên là không được giỏi cho lắm. Cháu nhưng mà cháu sẽ cố gắng từ từ học hỏi trau dồi thêm. Rồi. Để chị đọc xem là có cần xả lại băng rôn xả. Cái này không có hướng dẫn nhỉ. Chưa chưa chưa. Chị lo. Cắn ướt hết rồi.
Nằm xuống, nằm xuống. Để đâu xuống? Rồi. Bây giờ là đi về nhà thôi nhỉ? Này, để chị tắt cho. Thưa các bác là vừa rồi chúng cháu cũng đã đi vào quán và ủ tóc để mà chị cháy cho em Oanh xong rồi các bác. Bây giờ là về đến nhà là có hơi đói cho nên là cháu ra có nấu miến cho em Oanh ăn các bác. Oanh nào trước khi ăn là phải mời các ông các bà chứ? Mời Mời đi. Các ông các bà. Rồi, em ăn đi. Ăn xem là có ngon không nhé. Ngon không? Có. Có à? Ăn em là ăn cái miến sợi to này bao giờ chưa? Chưa. Chưa ăn bao giờ à? Ừ. Miến này là cháu sang ninh xương gà để làm nước dùng các bác ạ. À. Trẻ con là sẽ thích ăn miến sợi to hơn. Ăn cái phần miếng có nhiều thịt đấy. Ăn một bát là tối lại tiếp tục ăn cơm nha. Ở dưới này là ít lạnh hơn cho nên là em Oanh có thể là mặc quần cộc được các bác ạ. À. Thưa bác là hiện tại thì cháu Trình đã đưa em Oanh về đến nhà rồi. Đấy thì hôm qua cháu Trình có đưa em Oanh xuống ở dưới huyện. Thì có cho bạn Giang là đưa đi chơi. Rồi là đi gội đầu trị cháy. Thì ngày mai là em Oanh lại tiếp tục là đi học rồi. Thì hôm nay cháu Trinh lại đưa em ấy về nhà để chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi học các bác ạ. Nào Oanh đi về nhà đi. Mấy ngày hôm nay thì trời lại bắt đầu nắng to rồi đây các bác. Đấy. Mấy nữa khi mà cháu Trinh lên ấy thì khả năng là miếng bạt này cháu Trinh sẽ lại phải lấy ra rồi. Tại vì trời nắng ấy, thì ở bên trong rất là ngột ngạt luôn. Rất là oi bức. Không có gió không luồn vào bên trong ấy. Cho nên là bên trong là rất là ngột ngạt. Với cả là khi mà nhóm bếp ở bên trong này nữa. Là khói bếp là không thoát ra ngoài được. Nó sẽ khói mịt mù hết cả ở ngôi nhà. Ở bên trong là rất là nóng. Như hiện tại là bước vào bên trong cũng cảm thấy nóng rồi nhỉ? Ừ. Đấy, thì tôi đến thì bà sẽ ra đây để mà ở cùng với cả Oanh của bác nhé. Chứ một mình em Oanh thì em ấy không dám ở đây một mình được. Đây là cái chỗ ngủ này. Đấy. Rồi cái miếng bạt này anh sẽ lấy ra, sau đó lấy gấp gọn vào. Để ở chỗ nào? Để hôm nào, bao giờ thời tiết này lạnh thì mình lại che vào. Chứ trời nóng thế này là phải lấy ra. Đấy, trước khi mà Trình mang lên tre thì bố của Oanh cũng đã sửa lại. Đấy. Bịt kín hết rồi. Ở phía dưới này là vẫn còn nhiều bác bảo là sao không che đến phần chân. Thì Trình để ra thoáng thoáng thế này để còn có một có khí một tí của bác. Có gió thổi vào thì còn... nó mới không bị ngột ngạt ở bên trong.
Hôm qua cháu Trinh lên thì cũng đã dọn dẹp ngôi nhà, thì hôm nay cũng gọn gàng hơn rất là nhiều rồi này. Đấy, những cái bộ quần áo, bây giờ là cái áo khoác ấy thì mình cất bớt đi, còn là áo như kiểu anh này, áo phong này này thì mình lấy mặc. Bây giờ đi học rồi, trời cũng không còn lạnh nhiều nữa nhá. Đi trường là lấy áo khoác là lấy tầm 3 4 cái thôi, 2 3 cái thôi nhá. Cái áo kia là cái áo áo cọc tay là mình có nhiều chưa, lấy đi xá tí nào chưa Rồi. rồi á? Thế bây giờ có phải lấy thêm không, có phải lấy thêm đi không? Không á, đủ rồi à? Thế thì cứ để ở nhà thế này, thì để bà sẽ anh sẽ để bà để gọn vào đấy, không là con chuột nó cắn hoặc là sợ mất đấy. Như những cái bao gạo thế này cũng vậy thôi. Nếu như mà em anh đi học rồi thì phải đến cuối tuần mới về đấy cô bác. Cứ giữa tuần là em ấy sẽ đi học và ở trong ký túc cô bác nhé, đến cuối tuần thì em ấy mới về. Thì những cái đồ đạc ở trong nhà thì chú Trinh sẽ cho bà giữ hộ đấy, bà và ông cũng ở trong một cái lán ở dưới kia thôi. Những cái món đồ thế này thì nếu như mà để ở đây mà khóa vào cũng không an toàn được, tại vì lần trước là cũng đã bị mất trộm một lần rồi đấy, trong khi đó là có bố oanh ở nhà còn mất cơ. Bây giờ nếu mà anh đi học mà không có ai ở nhà thì nó sẽ sợ là mất nhiều hơn. Đấy, như anh bây giờ là đi vào vào xã để học ấy thì cũng phải tự lập rồi các bác. Nói chung là mấy em nhỏ như thế này ấy, đi học đi ở ký túc xá là mọi thứ, mọi sinh hoạt cá nhân là tự biết làm hết. Đấy, bây giờ trời nắng rồi thì tắm rửa cho sạch sẽ vào nhé. Vâng ạ. Ở trường có thiếu nước không? Không. Không à? Nước là đầy đủ đúng Vâng. không? Thế cô giáo có phát xà phòng cho không? Không. Không à? Xà phòng không phát, dầu gội cũng không phát đúng không? Cái Vâng. đấy là tự mua đúng Vâng. không? Những cái vệ sinh cá nhân như là gói xà phòng, dầu gội hay là kem đánh răng là em ấy phải tự sắm. Tự sắm. Đấy. Rồi tự sinh hoạt. Cô giáo là vẫn 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 dạy chứ đúng không? Vâng. Mình không tắm mà cô giáo có nói không? Có. Đấy, hôm qua thì cháu Trinh có mua một một chai chứa cháy cho em ấy, cháy thuốc ấy, thì cách cách mấy ngày là phải gội một lần, Ngày ạ. một ngày à? Vâng. Thế hôm qua gội rồi mai lại gội nhá, Vâng ạ. gội cho bao giờ hết thì thôi. Thế bây giờ còn ngứa ngứa như trước không? Không. Đỡ hơn rồi đúng không? Vâng. Cứ gội tầm 2 3 ngày là nó hết sạch mà, gội 2 3 lần nó hết nhá. Bây giờ nó có thuốc rồi thì mình không phải sợ nữa. Đấy thì có thể là em anh đi học rồi thì cháu Trinh cũng không có thời gian để mà lên chia sẻ nhiều ấy các bác. Nhưng hôm nay em ấy còn ở nhà thì cháu Trinh còn chia sẻ những cái thước phim với em ấy. Còn em ấy đi học rồi thì cuối tuần em ấy mới về thì cháu Trinh mới lại tiếp tục chia sẻ. Cuối tuần về thì cháu Trinh bắt buộc là phải lên để mà cùng em ấy coi như là xem em ấy sinh hoạt hàng ngày, chứ một mình em ấy như thế là rất là tội. Đi học thì còn có bạn bè, rồi ở trong ký túc xá còn có ở với cả các bạn, có cô giáo lo lắng cho đấy. Mai là học luôn đúng không? Vâng. Thế tí nữa là tối là mình tự một mình đi bộ đi học đúng không? Đấy, tự đi bộ đi học các bác ạ. Chúng nữa xem là nếu như mà giáo trình không bận gì, giáo trình sẽ đưa em ấy lên trường các bác nhé. Và đấy cái lý do cái và cái lo ngại lớn nhất mà hiện tại ấy, thì về cái vấn đề mà làm đám tang cho bố của oanh ấy các bác, thì đến thời điểm hiện tại thì giáo trình cũng những cái phần quà số tiền mà giáo trình nhận được thì giáo trình đã trao cho bên gia đình hết rồi, và còn thiếu rất là nhiều. Những cái hủ tục thì giáo trình cũng đã nhắc rồi, nói qua video rồi, thì còn phải mua một con trâu này, mấy con lợn nữa, rồi rất là nhiều cái
lặt vặt nhỏ thì phải tốn hơn 20 triệu thì mới có thể làm được một cái đám tang của bác ạ. Đấy. Đám tang là cũng coi như là đời người ấy, thì ở trên vùng cao và đặc biệt là dân tộc Nùng ấy, thì khả năng là đời người có cái đám tang với cả đám cưới là to nhất, hoành tráng nhất rồi. Đấy. Đám tang thì có rất là nhiều hủ tục, không làm thì không được. Đấy. Ở đây là cũng chẳng có nước gì đâu các bác nhé. Cái ống nước là trước cũng bị ở đây là dẫn ra để đây làm ruộng này. Đấy, ông bà lấy để đây làm ruộng. Ông bà là bây giờ già rồi cũng tự làm ruộng. Ruộng này là vụ xuân đấy các bác. Đấy. Thì vụ xuân này cũng ít người trồng lúa thôi. Tại vì là không có nhiều nước. Như nhà của ông bà là cũng trồng mấy thửa ở đây này. Tại vì ông bà bây giờ cũng tự cung tự cấp, coi như là tự làm tự ăn đấy, cũng già rồi. Đấy, anh chỉ thì khi mà anh chỉ còn sống thì cũng chả giúp được gì được cho ông. Có khi còn nhờ vào ông rất là nhiều cơ, ông bà rất là nhiều. Với cái bệnh tật. Ở trước thì Trinh có lấy mấy cái cây ra để mà đè lên cái miếng bạt này. Thì bây giờ cũng khả năng là không còn mưa to, gió lớn nữa rồi. Phải tầm tháng 5, tháng 6. Bên trong là thật sự là rất là nóng luôn. Máy quạt là cũng không có, với cả không có điện cơ. Chỉ có một cái đèn năng lượng mặt trời treo đây này. Tối còn có ánh sáng để máy máy sinh hoạt. Ui, bây giờ như thế này hai bà cháu ngủ thì chắc là lạnh lắm nhờ. Có mỗi một cái chăn thôi. Đấy, xíu nữa là tôi Trinh sẽ để bà ra lấy cái mấy cái bao gạo ra để nhà bà để đỡ bị mất trộm của bác nhé. Hôm qua xuống là quên bảo chị Giang cắt tóc cho một tí nhỉ. Bây giờ mùa hè rồi có để như này có vướng không? Có. Có. Bao giờ thế thì tuần sau anh lại đưa xuống lại cắt ngắn bớt đi một tí nhé. Gọn vào, cắt tỉa cho nó gọn. Đấy, như thế này rất là vướng. Bây giờ thì tớ Trinh sẽ cùng với cả em Oanh là sẽ lại tiếp tục làm những công việc ở nhà rồi để em ấy tắm rửa, để vệ sinh sạch sẽ để đi học cô bác nhé. Ngày mai em ấy đi học rồi. Bây giờ em ấy đang tuổi ăn tuổi lớn và là tuổi học thì nếu như mà không có ai dạy dỗ thì em ấy sẽ còn sợ là sẽ đi những cái con đường không đúng đắn, không đi học thì sẽ tương lai rất mù mịt. Cho nên là rất cần đến sự đồng tâm của tất cả quý bác của anh chị là cùng nhau có thể là hỗ trợ, rồi là quý bác anh chị có thể để lại những cái lời bình luận để cùng nhau giúp đỡ đến em Oanh, cùng nhau chỉ bảo em ấy về sinh hoạt rồi cách ứng xử hàng ngày các bác nhé. Còn video đến đây khá là dài rồi, cháu Trinh cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Kẻ Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những hoàn cảnh những em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những tập phim tiếp theo trên kênh của Hoa Kẻ Vàng. Xin chào các bác. Nào, anh nào. Con chào các ông các bà. Tuấn Trinh xin chào các bác. Hôm nay thì Tuấn Trinh sẽ giới thiệu cái gian hàng của Tuấn Trinh đến cho toàn thể quý cô bác quý anh chị. Đầu tiên thì quý bác anh chị có thể là mua về để mà dùng thử. Đấy, thấy ngon thì Tết quý cô bác anh chị mua về nhiều, có thể là làm quà cũng như là làm những cái món ăn nấu cho gia đình ăn các bác nhé. Đây là mộc nhĩ, đấy mộc nhĩ ở rừng các bác nhé. Còn đây là sản phẩm mật ong khoái rừng ở trên vùng cao. Đấy, hiện tại thì cháu Trinh chỉ bán duy nhất là mật ong khoái rừng thôi các bác nhé. Tại vì về những cái loại mật ong khác thì cháu Trinh cũng không đảm bảo về cái chất lượng. Còn riêng mật ong khoái rừng thì cháu Trinh đảm bảo chất lượng và đạt chuẩn 100% đến cho toàn thể quý cô bác, quý anh chị. Đấy, còn đây là hạt óc chó các bác ạ. Óc chó thì cũng đã được tách vỏ xong hết rồi các bác nhé. Thì quý cô bác cũng có thể là mua ủng hộ cháu Trinh. Một túi như thế này là 1 kg các bác ạ. Đấy, còn đằng sau của cháu Trinh đây là cái gói trà già của Lam.
Đây, một gói to như thế này nhưng mà chỉ có một cân thôi các bác nhé. Một cân mà sở hữu được một gói to thế này thì quý bác anh chị mang về có thể là sử dụng đến 2 tháng, còn khả năng còn chưa hết đấy các bác. Thì trà giả của Lam thì được ví như là những cái cây cỏ trường sinh rồi đấy, và rất là được ưa chuộng ở những cái nước như là Trung Quốc cũng như là Nhật Bản thì đều sử dụng cái trà giả của Lam này các bác nhé. Đấy. Còn đây là sản phẩm nấm hương các bác nhé, rất là thơm các bác ạ, ngửi là thấy tỉnh táo luôn. Còn đây là măng dối các bác nhé, măng dối. Và chúng tôi có cả đây là mướp đắng rừng các bác ạ. Thì đây là những cái sản phẩm mà hiện tại cháu Trình đang bán ở trên kênh các bác nhé. Thì rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ. Ở đây có những cái sản phẩm này thì hầu như là đều là những cái bài thuốc hết các bác, trừ măng ớt ra đấy. Thì những cái sản phẩm này là đều là những cái bài thuốc, thì quý bác anh chị có thể là mua về ủng hộ cháu Trình. Và quý bác liên hệ với cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình ghi ở trên màn hình, cháu Trình sẽ tư vấn cụ thể từng sản phẩm một và cách dùng rồi là công dụng sẽ chữa bệnh gì cho toàn thể quý cô bác quý anh chị. Còn bây giờ thì xin chào các bác, rất là mong quý bác sẽ ủng hộ gian hàng của cháu Trình.